Lời đầu tiên, Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Minh Hoàng chào bạn. Vâng, chào Minh Hoàng. Bạn chào quý vị khán giả ha. Vâng, em chào quý vị khán giả, chào anh chị em trên trong nước và ngoài nước, cộng đồng mạng nè. Mình tên là Nguyễn Thị Truyền, sinh 1970, quê quán thì ở Vị Thủy, Hậu Giang, còn bây giờ đang sinh sống ở Hà Nội. Nguyễn Thị gì? Nguyễn Thị Truyền. Nguyễn Thị Truyền. Nguyễn Thị Truyền sinh năm 1970, năm nay chị Truyền 54 tuổi ha. Quê Hậu Giang mà hiện nay đang sinh sống tại Hà Nội. Em đến trong Hà Nội. Rồi chị Truyền nè, chị có đồng ý cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội không? Có, đồng ý. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân chị yêu cầu Minh Hoàng tháo gỡ bỏ video là không được ha. Chị Truyền nè, chị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của chị. Rồi, ok, đồng ý. Hiện nay hôn nhân gia đình của chị Truyền như thế nào chị? Mình ly thân cũng ly hôn cũng được 9 năm. Ly thân ly hôn luôn là 9 năm. Vâng. Anh chị được mấy mặt con? Được hai cháu gái, các cháu có gia đình hết. Hiện nay ở Hà Nội là chị Truyền đang sinh sống trong ngôi nhà của mình hay là nhà của ai? Nhà của con. Nhà của con hả? Vậy là ở chung với con gái và rể. Đúng rồi. Rồi không? Nó cũng đi làm hết. Chị Truyền hiện nay đang làm công việc gì? Mình làm nghề tóc. Uống tóc hả? Dạ đúng rồi. Bợ luôn ha. Chị mở tiệm hay là chị đi làm cho người ta? Không, đi làm thuê. Cái đó là mình lãnh lương tháng hay là mình lãnh theo? Lãnh theo tháng anh. Tháng lãnh được khá không? Tháng chắc 7-8 triệu đổ lại thôi. Tùy thuộc vào khách nữa. Đông thì mình cũng được phần trăm. 7-8 triệu ở Hà Nội chắc số tiền 7-8 triệu đó cũng cũng tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu hả? Đúng rồi, nói chung là các con nó lo hết, chị mẹ đi làm thì để riêng. Chia tay với ông xã nay 9 năm rồi, chị Truyền có đi thêm bước nào hay là có quen được mối tình nào khác không? Không. Nói chung là kiểu như bạn bè đi hát đi hò để chơi rồi thì có, chứ mà nói chung mà để mà lấy hay là cặp bồ cặp bít thì không có, tại vì mình cũng không có thời gian nữa. Các con lúc còn nhỏ thì mình lo đi làm nuôi các con, bây giờ nó lớn đi thì cũng lại cũng bận rộn nữa, vì các con các cháu rồi mình đi làm công việc nó cũng không có thời gian nữa, đi sớm gì. Mà từ Hậu Giang mà chị làm dâu tới tận Hà Nội luôn đó hả? Ngày xưa ông xã đi công tác ở trong đây. Ngày xưa ông xã đi công tác, ông xã là bác sĩ. Như chị Truyền nói là cũng thường đi hát hò với bạn bè lắm hả? Cũng thỉnh thoảng như là đi hát karaoke rồi sinh nhật sinh nhật rồi đấy, cũng cũng hay đi. Thích hát dòng nhạc gì? Mình thì hát về miền Tây thôi, vì ở Hà Nội người ta không hát về dòng miền Tây, mình thì mình hát về miền Tây luôn. Miền Tây ha. Chị bây giờ hát tặng quý vị khán giả cũng như cái nửa mảnh ghép chuẩn bị đến với cuộc đời mình một cái ca khúc về miền Tây được không? Ok, nhà hát không hay thì nói chung là cũng hay hát. Thôi được rồi, mình hát một đoạn quê mình thôi nhé. Bài gì, bài gì? Bài Bến Sông Buồn. Bến Sông Buồn, rồi xin mời. Bến
Tự nhiên là quên rồi. Rồi nhớ rồi. À, mình hát cho một khúc thôi nhé. Tại vì hát khó không lắm, cái chỗ cũng khó hát. Đứng bên sông buồn, em đang nhìn con đò dần trôi. Đò rời xa xôi, nhưng là anh cũng xa em rồi. Bởi đã có người khiến cho lòng anh chờ đổi thay. Em vui hẹn thề để cùng anh xây mộng cùng anh. Thôi nói chung là quên này. Cùng học. Đúng chắc giọng miền Tây ha. Dạ, tại vì mình cũng ở miền Tây. Ngày trước ở mình thì cứ hay đờn ca tài tử. Ra đây người ta không hát ca cổ, mình chỉ hát những cái dòng nhạc miền Tây của mình. Chị Trang ca bao nhiêu? À, em 1m55, nặng 49 cân. Ừ, dáng coi vậy cũng đẹp rồi, 1m55 nặng 49. Ừ. Dạ, tại vì đi làm ấy cũng không có béo được. Giữ dáng ha. Ừ. Chị Trang có cái yêu khuyết điểm gì nè? Nói chung là mình tìm người cũng bình thường thôi. Không, cũng... hỏi là cái điểm mạnh của chị là cái điểm mạnh gì? À, em thì em thích vui hòa đồng, à, không cấu gắt, tại vì người trước mình ưng người Bắc ấy, người ta cũng gia trưởng ấy, em thích như vậy. Gia trưởng thì mình cũng thích hòa đồng, chứ không gắt cộng dễ dàng là được, vì mình sống mình cũng hòa đồng với mọi người, sống cũng thật thà thôi chứ không phải giống như mọi người khác. Kể cho mình cũng tìm người biết yêu mình để sống hết qua này còn lại thôi, thì các con thì bây giờ nó cũng yên nơi yên phận hết rồi. Còn cái, thì, cái điểm yếu? Điểm yếu thì mình mong người đấy biết thương mình, thương con mình. Cái điểm yếu là, cái điểm yếu là những cái thói hư tật xấu hay là những cái là không rượu chè này. Nói chung là rượu chè cũng được nhưng mà thỉnh thoảng thôi thì biết, chứ không có sai xỉn để mà ý là như... nói Minh Hoàng đang hỏi chị cái điểm yếu của chị á là như nào, không hiểu. Cái điểm yếu của chị thí dụ như là chị có cái thói hư tật xấu gì không, hay là hay là có người dễ yếu mềm, dễ khóc, hay là dễ bị sa ngã gì đó thí dụ. À không, mình cứng rắn. Mình cứng đến giờ này cứng lắm, vậy thì mình cũng trải qua cái mềm yếu đó rồi, bây giờ phải cứng lên, nó không có mềm yếu nữa. Ngày xưa chồng là bác sĩ hả? Dạ đúng rồi, cái xã mình ngày xưa là bác sĩ. Chồng là bác sĩ, lúc đó đang học, chị có đang đi đi học hả? Lúc đấy mình đang làm ở thành phố Cần Thơ, đang làm bên bóng huyệt này này, bên Đông Y. À, đang làm là bên Đông Y đã bóng huyệt ha. Vâng. Bóng huyệt rồi. Đây, chị Trang nè, chị xem chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương bao lâu rồi? Chừng cũng lâu rồi đấy, nhưng mà thấy kiểu như là anh đánh giọng miền Tây của mình cũng dễ thương ấy. Xong thì mình nói trò, thấy anh xem nhiều cái cảnh anh cũng làm mối cho nhiều người như vậy. Kiểu như ở ngoài này mình cũng rất là nhiều người, nhưng mà mình cứ sợ vì mình không có biết được nó như thế nào. Thì ra mình cũng sợ, nói chung là em cũng hơi kỹ tính. Cứ chọn mãi những cái người mà nó hợp với mình, cứ đợi mãi, tìm mãi, nó không hợp. Thì thành ra mình cũng hợp. Rồi hôm nay gọi đến chương trình thì chắc chắn là có một cái đối tượng nào đó hợp rồi với lại ý của chị rồi đúng không? Không, nói chung là hợp thì nói chung là mình không có chọn được. Thì nói chung là em cứ lên đây thì nhờ anh cảm thấy anh nào mà sạch sẽ một chút này, thí dụ như bằng tuổi em trở lại cũng được, hoặc là từ 65 tuổi trở lại, hoặc là bằng tuổi nhau cũng được. Thế nói chung là mình không có chọn được người ta đâu, biết đâu được, nhiều khi mình chọn mình nói cao quá nhưng mà người ta không có chọn, thôi để tự người ta chọn, cảm thấy người ta hợp với mình thì cảm thấy anh nào hợp thì ok. Có nghĩa là hôm nay mình bày tỏ bản thân thôi ha. Dạ, chứ còn nói chung là
mình cũng biết đúng ai rồi, muốn tìm cái anh đó. và cảm thấy là người miền Tây mình hay là cảm thấy anh nào mà sống lương thiện này, sống hòa đồng này, kiểu như là hợp với nhau thì kiểu nhờ anh hợp tác thôi, còn cảm thấy mà mình thấy hợp thì mình sống với nhau, còn như không hợp thì mình làm bạn cũng được. Nói chung là em cũng hay về miền Tây mà. Có nghĩa là phải là người miền Tây, Tức là người người phải dễ coi, đúng sạch rồi, sạch sẽ một tí, đúng rồi. có cần nhà cửa, công ăn việc làm ổn định không? Nói chung là có công ăn việc làm thì cũng được, cũng tốt, còn không có thì cũng chẳng sao. Nhưng mà nhất định phải có cái nhà đúng không? Có nhà thì tốt, không có nhà thì em có nhà ở miền Tây rồi, có Có nhà. nhà, có nhà miền Tây luôn. Dạ em có nhà trong miền Tây rồi, nhưng mà bây giờ một mình các con nó ở ngoài này hết thì em cũng theo thôi, chứ mà nếu mà cảm thấy mà mình biết đâu mình chọn ai đấy thì theo về thì các con nó cũng lớn hết rồi, tự nó sống mà. Nếu mà có anh nào mà nằm trong cái tiêu chí của chị Truyền thì có thể về Hậu Giang mà sinh sống đúng không? Dạ đúng rồi, chứ còn mình không có phải mà đòi hỏi hay thế là thấy cái còn tùy thôi, ví dụ như cảm thấy người ta nuôi mình được là tốt, còn không nuôi mình được thì cũng cùng nhau để sống thôi. Nếu mà cảm thấy người ta nuôi mình được thì tốt, còn không thì mình nuôi lại người ta Trời ha. ơi, nuôi là thôi, mình đâu có nuôi lại người ta đâu, bây giờ mình nuôi nếu mà kiểu như là được như thế thì là tốt, còn không được thì cũng không sao. Đúng Còn rồi, ở đúng là cỡ tuổi này thì nếu mà đến được với nhau thì cùng nhau mà lo lắng thì nó rất là tốt, nó đúng vui rồi, nhà vui cửa ha. à đúng rồi, mình có bên kia có thì nó cũng gọi là hai người hợp lại với nhau thì nó là ok, còn một người có một người không có thì hơi vất vả một tí thôi, chứ thì hợp thì cố gắng, nó là vậy đấy. Dưới Hậu Giang cái nhà còn có vườn không? Ở nhà nói chung là em mua chung cư cũng không có vườn, Chung cư hả? mua chung cư Nhà chung cư mua mắc tiền mà, nhà chung cư đắt tiền lắm đó. không ở dưới các thành phố vị thanh mình thì nó cũng bình thường nha, cũng không đắt. Hậu Giang bây giờ phát triển cũng tốt lắm á. Dạ đúng rồi, nhưng mà em không mua thành phố, em mua ở trong thị trấn thôi. Rồi ngoài những cái tiêu chí đưa ra nãy giờ có muốn anh đó có cái sở thích nào không? Thí dụ như có cái sở thích mà đờn ca tài tử giống như chị vậy đó, rồi thích đi du lịch hay là thích đi chùa chiền hay là thích đi làm thiện nguyện gì không? Đúng rồi, đó em cũng thích như vậy đấy, thích thí dụ như sau này về thì hợp nhau thì mình lại đi chơi này, đi du lịch này, để hưởng cái tuổi già thôi, còn có điều kiện nữa thì mình đi làm từ thiện. Nói chung ngày xưa thì em cũng ao ước được đi làm từ thiện đấy, kiểu như cái lòng mình nghĩ như vậy, nhưng mà kiểu nói chung là từ đầu kiện mình nó cũng không được nhiều lắm, nó cũng không được dư dả lắm, thì nói chung là bây giờ nó cũng bình thường thôi. Nếu mà cảm thấy mà anh nào mà có khả năng dư nhiều nữa thì mình cùng nhau để đi làm từ thiện, gọi là đi du lịch, gọi là đi đây đi đó cho nó hết cái tuổi già còn lại thôi, chứ còn mình cũng chẳng hơn cái gì. Từ 54 tới 65 là cái độ tuổi chị cần tìm đúng không? Dạ đúng rồi. Chị 54 tuổi mà trong chị cũng còn rất là trẻ mà. Khi cái video này đăng lên thì các anh sẽ ấy chà, chắc thêm một lần trái máy của Minh Hoàng nữa. Ôi, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Các anh sẽ gọi rồi chắc cháy thêm cái máy nữa qua. Ờ, nếu Hôm nay mấy anh Việt Kiều làm Minh Hoàng ngủ ở Nguyên rồi, bữa nay tới phiên chị lên nữa chắc Minh Hoàng ở nếu mà rồi. cháy bát hoàng thì em sẽ đền cho nhé. Thôi Sẽ là biết thôi sao chứ. mà chị kiếm được người hạnh phúc là vui rồi, công việc của tôi mà. Cảm ơn anh nhiều. Thế anh Minh Hoàng sinh năm bao nhiêu nhỉ?
Nhỏ hơn chị 1 tuổi. Ô, thế này gọi anh cũng được mà, đâu sao đâu, nhỏ hơn 1 tuổi. Không, mình phải Anh không người ta nghe lớn cái hơn, người ta lớn hơn thì mình phải tôn trọng ha. anh không nghe cái cụ này nói sao, khổ thân cho phận đàn bà đấy, độ 80 tuổi vẫn là đàn em. Như bà Nói đưa chung ra cái độ tuổi từ 54 tới 65 mà Minh Hoàng cũng nghi lắm nha. nghi à, chứ còn sự Cũng thật nghi ghi là là cũng có chọn anh nào ở dưới miền Tây rồi đúng không? Anh này cũng nghi đây ghi. à. Không, em nói chung là em chưa biết anh nào miền Tây mình cả. Chưa biết luôn rồi. Chưa. Rồi có thích anh đó bia rượu không? Em nói chung là rồi mà cũng em thì cũng 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 thích, nhưng mà kiểu như mình đi đâu đi chơi thì mình kiểu uống gọi là giao lưu thôi, chứ không phải mà để mà không biết chút về gọi là quên hết là không được. Hình như người miền Tây mà đi ra Hà Nội ở ở bao lâu rồi ta? Em ở ngoài này cũng mấy chục năm rồi đấy. Mấy chục năm rồi bắt đầu cũng có lai lai giọng Bắc rồi ha. Dạ cũng ba mấy năm rồi, 34 năm rồi đấy. Nói Bây giờ chuyện năm nghe cũng lai lai giống như mấy chị miền Bắc rồi đó. tại vì mình ở ngoài này cũng còn tiếp xúc với người Bắc thôi á, cũng không có người Nam mình nhiều. Thì cũng còn người Bắc. Để làm nói chuyện quán chứ đi. Rồi. Dạ bây giờ chị còn có cái lời nào gửi đến cho các anh nữa không? Thôi nói chung là em chỉ nói vậy thôi, còn nhờ anh chào báo rồi con. Anh cảm thấy họp thì là được mà, cũng nhờ anh thôi. Rồi một cái tiêu chí đưa ra hết sức là đơn giản ha. Thôi mình sống đơn giản thôi, mình cũng chọn Đặc người biệt đơn giản thôi, chứ mình rồi không có cao sang gì, thành ra mình đâu có mơ được. rồi bây giờ đặc biệt các anh độ tuổi từ 54 đến 65 mà đặc biệt là ở miền Tây Nói chung là miền cũng được anh, nói hả? chung là miền cũng được mà thấy họp là được. Dạ, chứ không cần gì miền Tây mình. Nói chung Miền là nào bây giờ cũng ở đâu được. cũng dạ, miền nào cũng được. Thôi nói chung là trên mọi miền đất nước và cũng như ngoài nước. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng như ngoài nước có cái tài chữ ngoài nước này vô nghe khoái khoái rồi. Nếu mà các anh nào mà cảm thấy hợp với lại chị Đúng Triền rồi, cảm thấy anh nào hợp thì cứ chọn mình thôi, chứ mình đâu biết ai nào mình chọn. rồi Mình cứ chọn người ta. gọi điện về cho chương trình sẽ sắp xếp cho anh chị có một cái buổi gặp gỡ giao lưu tìm hiểu với nhau. Nếu thấy hợp thì hai người tự cho số rồi mình tìm hiểu thêm. Nếu mà thích hợp thì mình nhích thêm chút xíu nữa đó, thì nói về chung một đội với nhau thì lúc đó thật là hạnh phúc ha. Rồi bây giờ chị còn muốn nói thêm điều gì nữa không? Nói chung là cũng nhờ anh thôi, anh tìm trong nước ngoài nước gì cũng được, nước nào cũng như nước nào cũng được hết. Nói chung hợp nhau là được, chứ còn nguyên gì nước nào anh ngoài. Nói Anh thấy mình phải nói như thế này, mình phải nói như thế này, mình nói là nói chung nước nào cũng được, dạ nhưng mà nói riêng nếu mà hợp nhau thì nó tốt đó. Phải có chữ đúng nguyên trọng một chút, chung chung hoài à, nghe chán. rồi đúng rồi đúng rồi, nói chung là nước nào cũng được, miễn hợp nhau là ok. Rồi bây giờ chào quý vị khán giả để mình kết thúc ha. Vâng, em chào quý vị khán giả nha, chúc anh Minh Hoàng ngày thêm phát triển nhé. Rồi cảm ơn chị. Trước khi kết thúc đi đó, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.